giữ đúng lời hứa, Lâm Em và Lãnh Thanh thực hiện chuyến từ thiện cùng nhau. Vừa mới đây, Lãnh Thanh cùng với gia đình Lâm Em đã thực hiện chuyến phát quà từ thiện và phát bao lì xì ở Bệnh viện Ung Bú, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là Lâm Em thực hiện phát lì xì phát quà cho bà con. Năm nay, Nam Thần Lãnh Thanh cũng đồng hành cùng Nam Em. Cả hai đã có cùng nhau chung lời hứa thực hiện chuyến thiện nguyện. Sau khi chiến thắng trong vô lăng tình yêu, khỏi phải nói, dân tình hết sức ủng hộ hành động này của Nam Em và Lãnh Thanh. Một fan bình luận: hết năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua nha, như kiểu mình có nợ nần gì ai thì cũng bỏ qua luôn giùm đi ạ. À, nói cho vui chứ. Năm mới sắp đến rồi, hai bác nhà chúng ta rất tích cực mang đến tình thương cho mọi người bằng những chuyến từ thiện cuối năm. Và chúng ta cũng hãy mang thật nhiều yêu thương, thật nhiều điều tốt đẹp và ấm áp đến với mọi người như hai bạn trẻ của chúng ta đang và sẽ làm nhé. Có nhỏ giúp nhỏ, có lớn giúp lớn, không có thì sống tốt, đẹp và yêu thương nhau cả nhà. Tết đến xuân về, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và đặc biệt là ăn một cái Tết an toàn nhé. Một việc làm thật ý nghĩa, chúc hai bạn luôn mạnh khỏe, cùng nhau đồng hành với nhiều sản phẩm nghệ thuật cũng như những việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng. Tự nhiên thấy ấm áp tình người quá, thật tuyệt vời. Hai em ơi, chúc hai em thành công hơn nữa trong cuộc sống. Nhìn cảm động quá, chúc các em thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nhìn thương quá, việc làm thật ý nghĩa, chúc các em và gia đình năm nay hai em nhiều sức khỏe nhé. Đầu năm chỉ chúc Lãnh Thanh và Nam Em năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Mong được sự yêu thương của hai em sẽ lan tỏa và mãi mãi. Gieo dân nghĩa gặt yêu thương, mình yêu những gì bình dị nhất. Cô mừng quá, hai đứa mang lại tiếng cười cho thật nhiều người. Cảm ơn các bé. Chị cảm ơn em Lãnh Thanh đã làm việc vô cùng ý nghĩa. Chúc gia đình hai em được nhiều sức khỏe, bình an. Chúc các em luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trên con đường nghệ thuật. Chị mãi yêu mến, ủng hộ hai em. Quá ý nghĩa, chúc Lãnh Thanh và Nam Em đầu năm, chị chúc hai bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vui khỏe và hạnh phúc mãi mãi. Cặp đôi hoàn hảo cưng gì đâu. Chúc Nam Em và Lãnh Thanh mạnh khỏe, may mắn và tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Chúc hai con thật nhiều yêu thương, hạnh phúc. Hai em giỏi quá, chúc hai em nhiều an vui, hạnh phúc. Cảm ơn hai bác nhà ta đã trao yêu thương, những hoàn cảnh khó khăn ủng hộ hai bác nhiều để có chuyến đi như thế này. Tuyệt vời, chúc em gặp nhiều sức khỏe. Nam Em thì đã có nhiều lần đi thiện nguyện, nhưng Lãnh Thanh có lẽ đây là chuyến thiện nguyện đầu tiên của anh cùng với người đẹp Nam Em. Anh trông rất mệt mỏi và bơ phờ. Nam Em, Lãnh Thanh và cùng với gia đình Nam Em có Nam Anh và mẹ cùng nhau mang bao lì xì đến tặng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bú và Bệnh viện Nhi Đồng. Ngoài tiền mặt để lì xì, Nam Em còn chuẩn bị những phần quà ý nghĩa để mọi người cùng ăn Tết. Sau khi chiến thắng trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu, Nam Em và Lãnh Thanh từng hứa chúng mình muốn lưu giữ chiếc xe như một kỷ niệm đẹp để sau này dù có đi xa hơn hay không thì vẫn luôn nhớ về. Tết năm nay mình muốn cùng Lãnh Thanh đi từ thiện để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn và một cái Tết trọn vẹn hơn. Năm 2020 đã để lại quá nhiều lời dấu ấn không tốt đẹp cho cả Việt Nam lẫn thế giới. Mình cảm thấy nên chia sẻ sự may mắn đang có cho những người kém may mắn hơn. Có thể phần quà của mình không đủ lớn nhưng sẽ đủ ấm áp để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nam Em từng chia sẻ,
Còn Lãnh Thanh từng hứa, thời điểm mới vào chương trình, mình cũng chưa nghĩ tới việc sử dụng chiếc xe vào việc gì cả, vì cả hai chúng mình đều không muốn phần thưởng này được quy đổi ra tiền mặt. Mình và Nam Em cũng có nói đùa với nhau rằng, nếu đoạt giải cao nhất, mình sẽ lái chiếc xe hơi đó để đi từ thiện, bởi đây cũng là một mục đích hợp lý và thiết thực. Hiện tại, Nam Em và Lãnh Thanh đã thực hiện đúng lời hứa, cùng nhau đi thiện nguyện. Và được biết, chuyến thiện nguyện ở bệnh viện ung bú Nhi Đồng và Chợ Gãy này chỉ là đợt 1 mà thôi. Nam Em chuẩn bị rất nhiều phần quà và sẽ có kế hoạch cho chuyến tiếp theo. Cũng là tình hình dịch bệnh cho nên Nam Em cũng không thể đi xa được. Chúng ta hãy chờ xem những hoạt động ý nghĩa từ Nam Em. Hy vọng cô gái này sẽ lan tỏa được nhiều yêu thương đến với mọi người. Hy vọng Nam Em sẽ giành được thắng lợi lớn trong chương trình Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021. Theo dõi video, hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.